Xin chào các bạn, hôm nay Jessica làm clip này mong muốn giúp các bạn hiểu rõ hơn về kem chống nắng, vì hiện nay vẫn còn rất nhiều bạn hiểu sai về nó, từ đó dẫn đến việc sử dụng kem chống nắng không đúng. Thứ nhất, da của tôi trắng hồng nên rất dễ bị cháy nắng, vì thế tôi nên dùng kem chống nắng có SPF càng cao càng tốt. Chỉ số SPF cao không có nghĩa là chống nắng mạnh hơn, mà nó thể hiện về thời gian kem có thể bảo vệ da bạn. Thứ hai, chỉ số SPF càng cao, khả năng chống nắng càng tốt. Đây lại là một điều hoàn toàn sai. Da chúng ta thường bắt đầu ăn nắng sau 10 phút tiếp xúc, người ta lấy 10 phút này là một đơn vị SPF. Ở một số quốc gia, người ta tính một SPF tương đương 15 phút thay vì là 10 phút. Ví dụ, 20 x 10 phút bằng 200 phút, đây là thời gian mà sản phẩm có tác dụng. Thứ ba, sử dụng cùng lúc các sản phẩm chống nắng thì tác dụng cộng dồn. Đây lại là một điều hoàn toàn sai. Thứ tư, bôi kem chống nắng khắp cơ thể là ok. Bạn không nên phó thác hoàn toàn việc chống nắng cho kem chống nắng, mà nên dùng thêm kính mát, nón hoặc áo khoác. Thứ năm, kem chống nắng làm da tôi bị mụn. Đây là quan điểm rất sai của nhiều bạn. Bản thân kem chống nắng không gây ra mụn trứng cá, mụn sinh ra hoặc do nội tiết tố trong cơ thể, hoặc do việc vệ sinh da mặt chưa tốt. Mụn trứng cá sẽ sinh ra một khi bạn không rửa sạch da mặt. Thứ sáu, kem chống nắng giúp tôi không rám nắng. Da bạn chắc chắn vẫn bị rám nắng nếu bạn phơi quá lâu. Kem chống nắng chỉ giúp bạn chống lại các tia có hại cho da. Trên đây là một số hiểu lầm mà rất nhiều bạn mắc phải. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình và đón xem những clip sau nữa nhé.